Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán, năm Canh Ngọ. Tất cả Phật tử về đây, trước là chúc Tết với Thầy, sau lễ viếng Phật, đồng thời cũng được nghe với Thầy nhắc nhở về sự tu hành. Để đại diện cho tất cả chư tăng ở thiền viện thường chiếu, tôi sẽ có ít lời là nhắc nhở quý Phật tử trong ngày đầu năm, để cho quý vị nhớ tiến tu trên con đường giải thoát. Thì mỗi năm vào cái ngày Tết Nguyên Đán, tất cả chúng ta đều thấy đây là một ngày quan trọng của đầu năm. Nó là cái nhân để cho tròn năm được tốt hay là bị xấu, đó là quan niệm của thế gian. Bởi vậy nên ngày Tết, ngày mùng 1 là ngày ai đi đâu hay làm việc gì đều rất cẩn thận, đều mong được cái kết quả tốt, đều mong gặp những điều lành. Đó là cái ý nghĩa mà ngày mùng 1 Tết trong cái phong tục tập quán người Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay cũng nhân ngày đầu năm này, tất cả quý vị đến đây để lễ Phật và chúc mừng chư tăng, thì chúng tôi thấy cần phải nói rõ lên ý nghĩa ngày mùng 1 Tết đối với tất cả chúng ta người tu Phật phải làm thế nào cho nó được hay hơn nữa. Bởi vì ngày đầu năm Tết là cái ngày đầu của mùa xuân, mà mùa xuân là một mùa an vui, cái mùa mà mọi người đều cho rằng cái mùa của hạnh phúc, của tươi đẹp. Vì vậy mà mình phải nhìn cho kỹ, biết cho rõ cái hạnh phúc, cái vui đẹp đó nó từ đâu mà ra, từ nơi con người hay là từ nơi ngoại cảnh. Nếu chúng ta không thấy rõ thì bổn phận người tu, người Phật tử khó mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình được hết khổ và đầy đủ mọi sự an vui. Vì vậy nên hôm nay cái đề tài tôi nói chuyện với tất cả quý vị ở đây là khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh. Cũng là cái vui đó mà người mê thấy nó vui thế nào, người tỉnh thấy nó ra sao. Cũng là cái khổ đó mà người mê thấy nó là khổ, người tỉnh thấy nó là khổ hay không khổ. Đó là những cái điều mà tất cả chúng ta cần nên biết. Bởi vì cuộc sống giữa đời này, mọi người ai cũng sợ khổ, cũng muốn cầu vui. Nghe nói tới khổ thì ai cũng ê chề, chán ngán. Nghe nói vui thì ai cũng ưa thích, mến mộ. Như vậy thì muốn cho cái khổ nó đừng bao giờ đến với chúng ta, mà cái vui luôn luôn sẵn sàng trực đón chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào, phải sống thế nào cho được thích hợp. Đó là cái điều mà rất thiết yếu cho cái cuộc sống hàng ngày ở đây. Bây giờ trước hết tôi nói cái vui của người thế tục cho quý vị thấy. Ví dụ như người thế gian, khi họ đã mang lỡ cái bệnh viền thuốc hoặc là viền rượu, khi họ đã viền thuốc, viền rượu mà lúc thiếu thuốc hoặc thiếu rượu, có ai đem đến cho họ một điếu thuốc, một có ai đem đến cho họ một điếu thuốc,
một ly rượu, lúc đó họ vui là khổ. À, cái đó là cái vui của họ, đó là vui lớn, thấy không? Duyên mà được Đức Chúa, duyên mà được một ly rượu, thì đó là cái vui. Đó là trường hợp duyên mà không có. Còn nếu họ duyên rượu, duyên thuốc, mà họ lại có tiền nhiều nữa, thì sao? Nó là rủ bạn bè vô ngồi quán, phải không? Năm người, bảy người vô ngồi quán, khi ăn nhậu sai chí lý đó, lúc đó là vui hay khổ? À, lúc mà rủ vô ngồi quán thì thấy vui quá, phải không? Bạn bè chè chén là vui. Đó. Nhưng mà cái vui đó, quý vị nghĩ kỹ, nó là vui đối với ai mà nó là khổ đối với ai? Nếu cái người duyên, người chỉ biết uống rượu là hạnh phúc, là thú vị, thì khi mà họ được những điều đó, họ cho đó là vui, phải không? Ngược lại, cái người không duyên, mà họ thấy năm người, bảy người vô ngồi quá, chè chén, sai chí lý, họ thấy cái đó khổ hay vui? Đó là khổ. Như vậy thì cái vui của cái người duyên là ví dụ cho cái vui của người mê, mà cái người mê thấy vui, còn cái người không có mê, tức là tỉnh, thì thấy nó là khổ. Đó. Như vậy thì cái vui của người mê tức là cái khổ của người tỉnh. Như vậy thì hai bên thấy khác nhau, mà bên nào đúng? Quý vị nói ai đúng? Nếu người duyên thì thấy nhậu như vậy, ngồi quán vậy là đúng, là vui đúng, phải không? Họ tìm đó là nguồn vui. Nhưng mà cái người không duyên thấy cái đó là tổn phí, cái đó là hao sức khỏe, cái đó là thêm chuyện dày dà, họ thấy đó là khổ. Như vậy thì cái vui của người mê đó, nó vui trong lúc họ mê, nhưng mà khi hết mê rồi thì họ sẽ thấy khổ. Tại sao khổ? Ví dụ như khi năm người, bảy người vào quán thì cái số tiền phải tốn trong bữa tiệc nó chừng nhiều. Nếu số tiền tốn trong bữa tiệc đó có thể giúp cho họ được ở ngoài ăn 5 ngày 3 ngày, phải không? Mà nếu được 5 ngày 3 ngày họ có cái đồng tiền đó họ ăn, họ có thể nghỉ không đi làm cũng được. Nhưng bây giờ ngồi quán cái xài hết, thì rồi quán đó phải đi làm 5 ngày 3 ngày bù lại, thì 5 ngày 3 ngày đi làm nó khổ hay vui? Đó là khổ. Đó là tôi mới nói cái khổ của cái chuyện vất vả về thân. Còn cái khổ về tâm nữa, nếu mà người đó có gia đình thì có bao nhiêu tiền cái ngồi rủ bạn bè ngồi quán hết, về nhà bà vợ hỏi cái hết tiền túi, thì lúc đó làm sao? Và càng rằng thì lúc đó khổ hơn vui? Đó là khổ. Đó là tôi nói ngồi quán mà chưa đến nỗi sai, chưa đến nỗi mà phải ủa mửa. À, nếu mà ép nhau uống thì tới sai tuyến lý, bè về rồi nằm trên giường ủa tuôn ra đồ dơ xong, lúc đó vợ con sao? Vợ con họ chán ghét, thì đó vui hay khổ? Như vậy là khổ. Như vậy thì từ cái họ tưởng lầm là vui đó mà đưa tới cái khổ của nhiều ngày về sau, phải không? Như vậy thì cái tưởng là vui của người mê, nhưng mà sự thật vui cá hình của đau khổ. Đó. Còn cái người tỉnh thấy nó là khổ là thấy đúng lẽ thật. Bởi vậy cho nên chúng ta là cái người tỉnh, người biết tu là tỉnh. Người ta hay nói tu tỉnh đó, biết tu là phải tỉnh. Tỉnh thì những cái khổ mà người thế gian tưởng là vui đó, chúng ta nên tránh, phải không? Tránh đi thì chúng ta mới thực tỉnh, còn chúng ta lăn vào đó thì chúng ta sẽ thành kẻ mê. Đó là tôi nói cái vui đơn sơ thôi. Rồi tới
Như quý vị thấy có nhiều người lắm của nhiều tiền, hoặc là những người thích những cái thỏa mãn về xác thịt, thì họ đi hút ốc phiện, hoặc họ chỉ kê ma túy, thì những cái đó đi tới mấy chỗ đó họ cho là vui hay khổ? À, họ cho đó là vui, nhưng mà làm ông tiên hút chừng 5-7 điếu rồi, về nhà thì tiền trong túi còn hết. À, rồi đã chẳng những tốn tiền mà lại còn hao sức khỏe nữa, phải không? Lâu ngày cái cằn cỗi bệnh hoạn, sống dở sống, chết dở chết. Như vậy thì cái họ tưởng là vui đó, nhưng rốt cuộc rồi họ là cái khổ. Cũng như bây giờ thấy một số mấy đứa thanh niên trẻ, mấy đứa cháu đó, nó tưởng đâu đi tới cái chỗ xì ke ma túy đó là vui, phải không? Rủ rê nhau, nhưng mà rốt cuộc khi mang bệnh rồi thì vui hay khổ? À, rồi như 2-3 năm về trước, có một chú ở đây, ở đâu không biết, mà khoảng chừng 20-mấy tuổi, còn thanh niên mà nó ốm, còn bộ xương, rồi ở trước cửa chùa để xin. Hỏi ra rồi mới biết cũng tại xì ke ma túy, rồi cha mẹ đuổi chúng ta ở nhà, rồi phải đi sống lang thang vậy, sống dở sống, chết dở chết, nghĩa là thấy ai tới thì xin, xin được chút ít gì đó, phải đi kiếm để mà giúp cho nó hết duyên, đỡ duyên, bữa nào không có thì nằm mẹo đó, thấy thật là đau khổ. Bởi vậy cho nên người mê tưởng những cái khổ đó là vui, rồi lao mình vô trong đó, đến khi mắc kẹt rồi á, chừng đó chết dở chết, mà sống dở sống, gia đình không nhìn, anh em bỏ, sống cách lang thang đau khổ, đó là cái mê lầm, lấy khổ làm vui, phải không? Còn cái người mình tỉnh, mình sáng, mình thấy cái cảnh đó, thì biết đó là cái khổ. Tuy rằng những đứa đó nó tưởng đi hút, đi chích như vậy đó là thích thú, là có khoái lạc, nhưng mà người tỉnh thì chúng ta biết cái đó là cái nhân gì? Cái nhân đau khổ của ngày mai, cái nhân cha mẹ từ bỏ, cái nhân mọi người sợ mình, phải không? Tới đâu ta cũng sợ, nổi cơn giềng là tiền bạc của người ta cũng dám lấy, đồ đạc của người ta cũng dám đi bán, dần dần, cho nên không ai dám chứa, thì đó là cái gốc của khổ đau. Bởi vậy cho nên thế gian người ta không có thấy được cái khổ mà lại tưởng nó là vui. Vì vậy mà cứ ôm cái khổ cho là vui, rồi cả đời phải đau khổ. Còn người tỉnh biết tu như chúng ta, biết cái đó là khổ, thì chúng ta tránh từ buổi ban đầu. Mà buổi ban đầu đã tránh thì cái quả nó không bao giờ có, phải không? Như vậy thì chúng ta tránh được cái khổ mà người đời không biết tránh. Đó là tôi nói một cái chuyện thường. Bây giờ còn một cái vui cái thế gian nữa, mà quý vị thấy nó mang cái tính chất không có lương thiện. Ví dụ như mấy đứa bé 15-13 tuổi, nó hay ra đồng, nó bắt cái gì? Bắt dế, bắt cá kia kia, bắt để làm gì? Về cho cắn lộn nhau, phải không? Cho đá lộn nhau. Mà đá lộn, con này đá con kia, mà đá con kia thua rượt, con này rượt con này chạy cho nó thích, phải không? Nó vỗ tay lên, cái đó là cái vui của nó. Vui nó là vui trong cái gì? Lợi dụng cái ngu mê của những con vật, rồi mình đưa nó tới cái chỗ nó đánh vui trong cái ác, phải không? Cái tâm tàn nhẫn của mình, trông thấy chúng sinh khổ mà mình lại cho đó là vui, cái vui đó thật là thiếu cái đạo đức, phải không? Rồi thêm cái vui nữa đó là đa số. Như bây giờ chúng ta đi coi đánh võ đài, võ đài ai đánh với ai?
người với người, tức là mấy tay võ sĩ đi đánh với nhau. Thì tôi cũng có quen một vài người võ sĩ, tôi hỏi họ, hỏi chứ tại sao mà mình nỡ đánh người ta nhã đo giá như vậy, có lợi gì cho mình mà mình tàn nhẫn? Thì những người đó mới nói thế này, nói thưa thầy, khán giả độc lắm, mình lên đánh mà đánh nhẹ nhẹ nhau thì họ nói mình đánh cuội, nó ở dưới nó la, còn mà mình đánh cho nhã một bên thì ở dưới họ vỗ tay. Thì quý vị mới thấy hồi nãy chúng ta vui trong cái khổ của con vật, từ con vật nhỏ như là con dế, con vật khá hơn là con gà, rồi bây giờ chúng ta lại vui trong cái khổ của con người, phải không? Đánh đập nhau, mà đánh đập nhau cho té, cho ngã, chúng ta mới mừng, mới tức, còn đánh mà nhẹ nhẹ là không chịu. Thì như vậy cái tâm của chúng ta hiền không? Lương thiện không? À, như vậy thì bao nhiêu cái vui đó đều là cái vui ở trên cái đau khổ, phải không? Đau khổ của con người, đau khổ của con vật, chứ không có phải cái vui mà thật là vui. Bởi vậy cho nên cái người Phật tử của chúng ta thì sao? Chúng ta luôn luôn cái vui của mình là đặt trên cái vui của người. Người làm cho người vui thì mình mới vui, phải không? Còn nếu người ta khổ thì mình không bao giờ vui. Bởi vậy cho nên những cái mà nãy giờ chúng tôi kể làm cho chúng sanh khác khổ, làm cho những con người khác khổ mà mình được vui á, thì cái vui đó phi đạo đức. Cái vui đó của người mê chứ không phải vui của kẻ tỉnh. Bây giờ thêm một việc nữa, cái vui mà nó rất là tàn nhẫn. Ví dụ như hồi còn nhỏ, 15, 13 tuổi, như mấy chú bé bây giờ đó, đi đâu thì hay xách cái gì? Cái giàn thun, cái ná, phải không? Đó, hoặc là những nước văn minh hơn thì có những cái súng nhỏ nhỏ. Để làm gì? Để thấy mấy chim đậu nhóm bắn. Có nhiều khi hai con chim, con trống con mái nó đương đậu, nó rỉa lông, nó kêu rất là dễ thương. Mà ở dưới này nhóm bắn á, bắn mà trúng một con té nhào xuống á, thì lúc đó vui hay buồn? Vỗ tay mình, thắng rồi, được rồi, bắn giỏi quá. Thì khi mà bắn một con vật nhả xuống đó đó, thì cái đó là cái hành động tốt hay xấu? Xấu mà vui. Làm một cái xấu cái ác vậy đó mà vui, mà chẳng những người bán nó vui mà người đứng xung quanh cũng vui nữa, cũng vỗ tay khen nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta vui trong cái chết chóc. Hồi nãy tôi nói vui trong cái đau khổ, bây giờ vui trong cái chết chóc. Mình giết được một con vật, mình tưởng cái chết của nó là cái vui của mình, thì đó là quá ác, phải không? Rồi từ cái nhìn thấy cái khổ của con vật mà mình coi thường đó, cho nên lần lần người ta đi tới những cái khổ của con người mà họ cũng coi thường, mà họ cũng cho là vui. Ví dụ như có người quen cái dịch đồ hút túi, thì mấy người đó thấy người ta có đeo đồ tốt cho họ dịch, họ dịch. Mà khi họ dịch được á, thì về nhà họ vui, họ khổ. Dịch được thì về nhà vui quá, phải không? Được rồi, bữa nay ăn, chiếc ăn được, phải không? Nhưng mà cái người mất đồ khổ hay vui? Như vậy thì lấy cái khổ của người ta làm cái vui của mình. Rồi hoặc giả những người ăn trộm, rình thấy người ta để hở cái món đồ gì ở trong nhà, lén mua lấy, mà lấy em về được cái thì vợ chồng hỷ hạ, phải không? Bạn bè hỷ hạ, cười mừng vui, nhưng mà không nhớ tới cái khổ của người mất đồ. Như vậy thì bao nhiêu cái vui của mình đó đều là đặt trên cái khổ của người. Mình làm cho người ta khổ nhiều chừng nào á thì mình lại vui nhiều chừng ấy, phải không?
hoặc lấy được hết của họ thì mình vui, mà người ta hết của thì khổ tới cỡ nào. À, rồi các ăn trộm tới cái ăn cướp cũng vậy, người vô nhà nhiều khi dám giết người để lấy của, mà được của nhiều á thì mừng rỡ vui tươi ăn nhậu. Và khi đó có những người phải mất mạng, có những người phải bị tan nhà tan cửa, mà mình cho đó là vui, phải không? Thì những cái vui đó là cái vui nó quá tàn ác, nó không còn một chút lương tâm như vậy đó. Mà ở thế gian có những người như vậy không? Mà những người đó là những người tỉnh, người mê. À, đó là những người mê, bởi mê cho nên họ mới đặt cái vui của họ trên cái đau khổ của người, trên cái đau khổ của vật. Chứ nếu người tỉnh thì không bao giờ, không nở lòng nào mà thấy cái khổ của người cho là vui của mình. Đó, bởi vậy cho nên chúng ta là cái người biết tu thì phải tỉnh. Mà tỉnh thì mọi cái hành động, mọi cái vui chơi mà nó có tổn thương, nó có đau khổ đến vật, đến người thì chúng ta phải sao? À, phải tránh. Đó là cái người biết, biết tu, biết tỉnh. Lại có những người họ chạy theo sắc dục, buông lung theo sắc dục, họ cho đó là vui, mà họ đuổi theo theo sắc dục đó thì họ cho đó là họ là cái người giỏi, cái người có duyên vân vân. Ví dụ như một người thanh niên mà đuổi theo năm cô bảy cô mà được năm cô bảy cô thương á, thì người đó là sao? Vui là buồn? Vui là cho mình là con người tài hoa, ai cũng mến mình, ai cũng thương mình, phải không? Nhưng mà không ngờ cái vui đó nó là cái khổ, khổ cả hai mặt, khổ về cái thân xác của mình phải mau chết, rồi khổ về chuyện gia đình rối rắm. À, rồi hoặc giả có những người có gia đình rồi mà còn lôi thôi, nay đổi chồng, mai đổi vợ, thì những người đó khi thay đổi vậy họ tưởng là vui, nhưng mà họ không ngờ rằng mỗi lần đổi thay là mỗi lần đau khổ. Vì có gia đình thì có con cái, mà có con cái rồi người cha hoặc người mẹ mà đổi thay như vậy thì cả con cái nó bơ vơ, nó khổ sở, phải không? Nó thiếu cha hoặc nó thiếu mẹ. Thì như vậy cái vui ích kỷ của một người mà làm cho cái khổ lây đến nhiều người, đó là cái chuyện thế gian họ lầm lẫn cho cái chuyện không vui mà tưởng là vui. Rồi thêm cái nữa là như những người có máu cờ bạc, họ cho đi đánh bạc là vui là khổ, nghĩa là có tiền vô sòng bạc là cho đó là vui, phải không? À, ngồi trong sòng đánh đen đánh đỏ với nhau để rồi hoặc là thua sạch túi, hoặc là được thì về đãi đàn bà con. Như vậy đó, họ cho cái đó là vui, đi cờ bạc cái đó là vui. Nhưng mà cái người không có cờ bạc, biết rõ cái tai hại cờ bạc thì cho đó là vui hay khổ? À, thấy họ đi cờ bạc biết đó là gốc khổ rồi, bởi vì người ta đã nói mà, cờ bạc là bát thần bệnh đó. Nghĩa là ai đi cờ bạc nhiều chừng nào thì gốc phải tán gia bại sản, phải không? Mà đó là cái nhân của đau khổ, của tam quan sự nghiệp, mà họ lại tưởng nó là vui. Đó, thì như vậy thì trong những cái vui của người thế gian đó là cái vui trong cái khổ. À, hiểu như vậy rồi thì tất cả quý vị thấy hiện đời bao nhiêu người đang đuổi theo những cái vui đó, mình kiểm lại coi có mấy cái vui được chân chánh, mấy cái vui thật là vui, chắc ít lắm, phải không? Những cái mà họ tưởng là vui đó đều là nhân của đau khổ,
Bây giờ đây, chúng ta là cái người biết tu thì phải thấy cái gì là vui. Người biết tu á thì phải thấy như thế gian người ta hay ngã về bốn tấm vách, gọi là tứ đổ tường đó, ngã trong bốn tấm vách đó họ cho đó là vui. Nhưng mà người biết đạo rồi thì tránh xa, đừng có ngã trong mấy tấm vách đó. Mình tránh được mấy tấm vách đó thì gọi là vui. Mà cái vui đó vui thiệt hay vui giả? Bởi vì mình không dính trong bốn cái đường đó, tử sắc tài khí đó, mình không dính thì đó là cái vui thực sự, cái vui không có thiền trai hết, phải không? Mình vui đó có làm cho ai khổ không? Bởi vì mình không dính những cái khổ, cho nên mình vui, cái vui đó không làm phiền hà cho ai. Vì thế đó nữa là mình vui, vui trong những cái mà người ta tưởng mình khổ. Ví dụ như ăn chay, quý vị tập một tháng ăn chay một ngày, hai ngày hoặc là bốn năm sáu ngày, ngày ăn chay là khổ hay vui? Chắc mấy người mới tập thì khổ, ăn nuốt khó trôi, lại dễ thất ruột nữa, phải không? Nhưng mà giờ mình biết ăn chay, mình sẽ vui, là vui sao? Nhớ rằng ngày nay mình không có giết con nào, không giết mạng một con vật nào để bồi bổ cái xác thịt của mình. Mình hãnh diện, mình không giết vật được một ngày. Đó, một ngày đó là một ngày mình không làm cho đau khổ chúng sinh, phải không? Mà một mình không làm đau khổ chúng sinh là ngày mình vui, phải không? Bởi vậy cho nên cái vui của người biết ăn chay là đã biết tránh cái khổ cho con vật, mở tránh cái khổ của nó, cho nên mình mới vui. Vui là làm cho người ta hết khổ, chứ không phải vui là tăng cái khổ cho người. Bởi vì mình chưa có gan, mình chưa có can đảm để mình ăn chay luôn, thì thôi là một tháng kiếm ít ngày mót, phải không? Mót ít ngày, nhớ chừng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, ngày đó mình bảo đảm mình không có giết con vật nào để làm cho nó khổ, mà mình cũng vẫn sống. Ăn chay có chết được đâu, phải không? Mình sống mà không làm khổ cho con vật thì cái sống đó nó có giá trị, cái sống đó mới thật là tốt lành. Bởi vậy cho nên người biết tu một ngày ăn chay, mình có cái vui. Vui vì mình đã tránh được cái tội sát sanh, mình đã tránh được không làm tổn thương sinh mạng của con vật. Thì cái đó là cái vui. Chứ đừng có nghĩ ngày ăn chay là ngày bắt buộc. Quý vị nghĩ bắt buộc không? Có nghĩ bữa nay mình ăn chay, người ta bán cá rẻ quá, mà nhất là cá đồng, thôi thì mua bỏ vô trong hũ rộng, mai mốt mình ăn cho nó đỡ. Có tính vậy không? Nếu tính vậy thì chưa có vui thiệt rồi đó. Tính đó là toàn tính ích kỷ. Cho nên chúng ta phải ăn chay thiệt. Ngày ăn chay chúng ta phải thấy rằng ngày này mình tránh được tội, ngày này mình làm được cái điều tốt, vì mình không làm hại chúng sinh. Rồi thêm cái nữa là biết tiết dục, tức là mình ít muốn, mình đừng có ham muốn nhiều. Thì cái người mà không ham muốn nhiều thì người đó là vui. Cũng như ở trong sách thiền thường dạy, người tu thiền mà được cái định sơ thiền đó, cái định sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Mà ly là ly cái gì? Ly tức là ly ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc. Năm cái đó mình lìa được thì gọi là thanh hỷ lạc. Vì lìa được năm dục cho nên mình thanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc đó là vui. Mà cái vui đó là do lìa ngũ dục mà vui, chứ không phải được ngũ dục mà vui.
Như vậy thì quý vị thấy, tôi kể sơ qua những cái vui và của người biết tu và những cái vui của cái người thế gian bị ô nhiễm theo trần tục, thì hai cái vui có khác nhau không? Một bên thì đủ cho cái vui ở trong cái khổ của chúng sinh, mà những người đó sống với những cái vui mà xa lìa tứ độ tường, cái vui ăn chay, cái vui thoát tục, thì sẽ bị những người khác họ phê bình sao? Họ phê bình sao? Phê bình mình sáng suốt, mình khôn ngoan hay mình ngu? Thì chắc là họ sẽ nói mình ngu, phải không? Họ rủ đi uống rượu mà không chịu uống rượu thì cho đó là ngu. Họ rủ đi cờ bạc, không biết cờ bạc đó là họ cũng cho là ngu, phải không? Tất cả cái họ cho mình là ngu đó, mà quý vị kiểm lại, cái người không làm những điều đó, và những người làm điều đó, mà những người làm những điều đó họ cho là khôn, còn mình không làm những điều đó thì họ cho là ngu. Nhưng mà sự thật ai khôn ai ngu? Sự thật là ai khôn? Cái người đi làm những cái điều như là dùng rượu nè, hút áp thiện nè, trì cha ma túy nè, vân vân, đó là khôn hay ngu? Mới thấy gì như khôn, phải không? Nhưng mà đi sâu trong đó rồi, đã tốn hao tiền của mà lại mang bệnh hoạn, làm cái gì tốn của mà thêm bệnh, thì cái đó là khôn hay ngu? Đâu phải là khôn. Bởi vậy cho nên họ tưởng họ là khôn, mà rốt cuộc rồi thì tự họ chuốc khổ, chuốc họa cho mình. Mà ai tự chuốc khổ, chuốc họa thì người đó không phải khôn rồi, phải không? Đó, còn người nào mà tránh những cái khổ, những cái họa, không để có phiền lụy cho mình, không để phiền lụy cho người, thì người đó mới thấy như họ không có lanh lợi, họ không có xảo trá, nhưng mà thật họ là người khôn, phải không? Vì họ không làm khổ cho họ, họ không làm khổ cho người, đó, họ mới thật là người khôn. Bởi vậy, cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy, ở đây tôi dẫn một đoạn kinh cho quý vị thấy, Phật dạy rằng các thân hương vị xúc, tất cả những pháp này, xả lạc, hỷ, xả ý, khi nào chúng hiện hữu, thế giới với chư thiên, xem chúng là xả lạc, khi chúng bị loại diệt, mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc, khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi người được thấy. Điều người khác gọi là bậc thánh gọi là khổ, điều người khác gọi là khổ bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ. Ở đây Phật dạy rằng sắc nè, thanh nè, hương vị xúc, tức là ngũ dục đó, ngũ dục tất cả những cái pháp đó, người đời cho đó là vui, phải không? Cho đó là vừa ý. Khi nào mà được những cái đó, khi nào mà được ngũ dục thì họ cho là vui, là vừa ý. Mà chẳng những người đời mà kể cả chư thiên nữa. Cho nên thế giới với chư thiên xem chúng là xả lạc, để xem mấy cái đó, xem ngũ dục đều là cái vui hết. Nhưng mà nó là vui, rồi sẽ thấy nó khổ lúc nào? Khi chúng bị hoại diệt, tức là ngũ dục mà mất đi rồi á, thì trình đó mới thấy là khổ. Như vậy thì cái khổ của họ là khi ngũ dục bị mất đi. Còn bây giờ bậc thánh thì thấy sao? Bậc thánh thấy cái là vui đó, là khi có thanh đoạn diệt, nó khi có cái thanh này mà mình đoạn diệt được tất cả những cái nhiễm trước theo dục lạc, đoạn diệt tất cả cái mầm để rồi phải tái sanh á,
thì cái đó là cái vui ha. Đây hoàn toàn trái ngược, tức là như vậy là trái ngược. Cái vui của thánh nó khác với cái vui của phàm. Cái vui của phàm thì thánh gọi đó là khổ, còn cái vui của thánh thì phàm cho là khổ, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ gần, ví dụ như có một người tu rất là khổ hạnh, ăn mặc đơn sơ, rồi cứ ngồi thiền ở ngoài gốc cây, thì mấy cái người mà thích nhậu nhẹt, thích chơi bời thì nhìn mấy người đó cho là khôn hay ngu. Nó thích ông nó ngu quá, sống không hưởng cái gì hết, phải không? Chứ mà khổ vậy làm gì? Thì như vậy họ cho những cái hành động đạo đức đó họ lại cho là ngu. Còn ngược lại, những vị thánh mà thấy họ đương sai chưa rượu chè đó thì thấy họ khôn hơn ngu, thấy họ không khôn chút nào hết. Như vậy thì mới thấy hai bên thấy ngược nhau. Nếu chúng ta nhìn với con mắt thánh đó, thì thấy những cái thế gian cho là vui đó, chúng ta biết nó là khổ. Bởi vậy cho nên ở đây nói là điều người khác gọi lạc, gọi là lạc tức là gọi vui đó, và thánh gọi là khổ. Người thế gian cho như thế đó là vui thì bậc thánh cho đó là khổ. Điều người khác gọi là khổ tức là thấy mình ăn chay, thấy mình tu hành, thấy mình đơn giản, họ nói mình sống vậy là khổ, thì bậc thánh cho đó là vui. Như vậy cho nên cái người ở đời phải khéo biết cái nào là cái vui thiệt để mà mình vui, cái nào là cái khổ cá hình của cái vui để mà mình tránh, thì như vậy đó mình mới không còn bị mê mờ. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái vui của cái khổ thì đó là mình rơi vào trong cái mê mờ. Như vậy thì tôi đã nói qua cái vui của người thế tục, bây giờ đây tôi mới nói thẳng cái vui của người tỉnh. Mà tỉnh đây là tỉnh hoàn toàn đó. Người tỉnh vui như thế nào? Một là vui khi tâm hồn họ thanh tịnh. Cái người tỉnh khi nào tâm hồn họ an lành thanh tịnh, lúc đó họ cho là vui. Còn ở giữa chỗ ồn náo hoặc là giữa những cái cuộc vui mà rất là nhộn nhịp làm cho tâm hồn nó không an ổn thì họ cho nó là khổ. Thì như vậy quý vị thấy những người biết tu, có khi chúng ta ngồi yên ở dưới gốc cây rồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, hoa lá, mình thấy tâm hồn mình nó an lành thanh tịnh, lúc đó vui hay là khổ? Nếu mà mấy cái người ưa vui nhộn thì lúc đó họ cho là khổ, ngồi gì dấn tâm buồn vui, phải không? Họ cho là khổ. Ngược lại cái người biết đạo thì trong khi ngồi chỗ đó lặng lẽ như vậy thì thấy tâm hồn mình nó an tĩnh, nó là một cái niềm vui. Mà cái vui đó quý vị thấy là sao? Cái vui đó nó có tổn hại cho ai không? Nó không tốn tiền, nó không tốn của, không mất sức khỏe, phải không? Vui trong cái thanh tịnh, đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai là vui khi làm lợi ích cho nhiều người. Cái người tu khi mình làm gì cho ai được lợi ích, được bớt khổ, thì cái bớt khổ của họ đó là cái nguồn vui của mình. Thì như vậy mình làm cho mọi người bớt khổ, nhiều người bớt khổ chừng nào thì mình vui nhiều chừng ấy, còn ít người bớt khổ thì mình vui ít. Thì cái vui đó mình càng vui thì chúng sanh sao? Chúng sanh càng được nhẹ nhàng, càng được sung sướng, phải không? Mình vui trong cái an vui, cái thích thú của người, chứ mình không vui trong cái đau khổ của người, thì cái vui đó mới là cái vui bền, cái vui đó là cái vui lâu dài đó. Kế đó nữa là cái vui khi chiến thắng giặc phiền não.
Nghĩa là thánh được giặt phiền não là lúc người tu thấy vui. Giặt phiền não là giặt gì quý vị biết không? Giả sử có ai đi ngang mình nói chuyên nó chéo một câu gì đó, người nghe nó hơi đau cái lỗ tai, lúc đó thì trong bụng mình mới nó nóng hầm lên, mình sẽ phạm phát ngôn để trả lời một câu cho chính đáng, cho nặng hơn là một nhát búa là chặt cho họ nát cái đầu, phải không? Như vậy mình sẽ phạm phát ngôn một câu cho chính đáng vậy, thì liền đó có mình chặn lại. Cái này là phiền não nè, cái này là tội nè, mình dừng lại, mình không cho nó phát ngôn, rồi cái từ từ nguội xuống. Thì khi nó nguội xuống rồi, lúc đó người biết đạo vui hay buồn? Vui vì mình đã thắng được, phải không? Còn nếu mình phát ngôn một câu cho mạnh, cho người ta chát quá, thì thế nào họ cũng trả lại mình một câu nặng hơn. Mà như vậy trả qua trả lại rồi thì sao? Lần đầu thì đấu khẩu, thì tới kế là đấu gì? Đấu võ, thế không? Như vậy thì chỉ là khổ thôi, chứ có lợi gì? Còn bây giờ trong khi một câu nói cho họ, mình nghe nó chết chứa rồi, mà mình thắng được cái cơn nóng giận của mình, đó là giặc phiền não. Mình thắng được nó rồi thì mình tự nhiên an ổn. Thì giữa mình và họ có mít lòng không? Mai hốt gặp nhau có nhìn được không? Bởi vì mình có nói cái gì đâu mà họ giận, phải không? Mai hốt gặp nhau cũng vui cười được. Chứ còn nếu mà mình phát ngôn một câu cho chết chúa đó, thì mai hốt gặp nhau có nhìn không? Đó là cái không tốt. Bởi vậy cho nên cái người giết tu là họ chỉ vui trong khi họ thắng được cái giặc phiền não. Một cơn giận, một cái phiền nó dấy lên, mình thắng được nó thì đó là cái vui của người tu. Mà nếu cả ngày mình thắng hoài, như vừa có là thắng, vừa có là thắng, thì mình sẽ sao? Sẽ vui hoài, phải không? Còn nếu cả ngày mà mình thua nó, ai động tới giận, ai động tới phiền, thì cả ngày mình sao? Buồn hoài, khổ hoài. Thì như vậy dấn được thắng được giặc phiền não là cái gốc vui chân thật, phải không? Còn nếu thua nó, đó là cái gốc đau khổ. Bởi vậy cho nên người tu thì phải nhớ để thắng giặc phiền não. Chứ có nhiều người ở thế gian thấy rất là đáng thương, khi ai nói một cái gì trái ý họ, hoặc là có dễ hơi gác cho họ một chút, thế thì họ trả lại cho xứng đáng và mạnh hơn, trả lời được chính đáng mạnh hơn rồi cái họ thích. Vậy đó họ hài lòng lắm, phải không? Vậy thì đáng kiếm. Thấy như vậy đó là hay, nhưng mà ngờ đâu mình làm cho người ta giận thì cái đó là gieo cái nhân không tốt, rồi mai kia họ sẽ trả lại mình. Chứ đâu có phải mà mình làm cho họ giận rồi mình được thắng rồi mình yên luôn. Do đó cho nên tưởng như mình thắng cuộc, mà rốt cuộc rồi là mình đã gieo hờn. Mà gieo hờn thì đó là cái họa sẽ đến. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là cái vui của người tu, là cái vui này nó cao siêu hơn nữa. Cái vui của người tu là cái vui bỏ bóng nhận đầu. Quý vị biết cái vui đó không? Ở đây là ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo, nhất là cái người đối diện với chưa hỏi là ngã mang. Đức Phật nói rằng có một người tên là Diễn Ngã Đạt Đa, một buổi sáng nọ anh cầm cái gương soi mặt, nhìn cái gương soi mặt thì thấy mặt mũi trong gương nó rõ ràng, rồi cái anh úp cái gương lại, cái mặt mũi mình thấy nãy giờ mất hết, mất tiêu. Anh quản anh nói tôi mất đầu rồi,
anh phát viên anh chạy anh la cùng làng cùng xóm à, thì cái đó là cái điên của người nhận bóng mà quên đầu à. À, đó là cái vui trượt. Thì bây giờ người tu của chúng ta là phải vui cái vui của cùng tử gặp cha. Nói như vậy thì quý vị hiểu cái gì không? Bởi vì chúng ta từ xưa đến giờ sẵn có cái ông Phật ở trong nhà rồi mà mình quên. Rồi mình quên cho nên mình cứ chạy theo cái bóng là cái vọng tưởng. À, cái bóng là cái vọng tưởng của mình đó. Rồi nó tạo nghiệp, nó tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, trong sân tử, từ đời này đến kiếp nọ lang thang, khổ đau không cùng không tận. Bây giờ mình thức tỉnh, mình biết rằng cái đó là cái bóng, nó dẫn mình đi trong đau khổ. Bây giờ phải trở về với ông Phật của mình. Mà trở về gặp ông Phật của mình rồi gọi là cùng tử gặp cha. Rồi lúc đó mình giàu có, mình sung sướng, thì gọi đó là cái vui của cùng tử gặp cha. Còn cái vui thứ ba nữa là cái vui của cả lạc loài về cố hương. Lạc loài về cố hương là nói rằng có một số người họ ở một quê hương rất là an lành, nhưng mà rồi vì sự xúi dục của ai đó họ bất thành, họ nghe theo rồi họ đi lang thang xứ này qua xứ nọ nhiều tháng nhiều năm, rồi họ không có công ăn việc làm, họ phải đói phải rét phải đủ thứ khổ. Một ngày nào đó họ thức tỉnh, họ muốn trở về cố hương của họ, ở khi đó họ mới rủ nhau đồng cùng nhau trở về cố hương. Mà khi trở về cố hương thì tất cả đều gặp lại thân bằng quyến thuộc ở một cái quê hương rất là an bình, rất là sung túc. Trở về đó cho họ ngoại cái khổ lạc loài thiếu thốn lang thang rất lớn không còn. Như vậy thì đó là cái vui của người trở về cố hương. Mà cái vui đó là để nói lên cái gì? Bởi vì trong kinh Phật nói rằng chúng ta ai cũng có một cái quê hương, mà quê hương đó nó đã sẵn sàng mọi tiện nghi, mọi tốt đẹp. Quê hương đó gọi là quê hương pháp thân. Cái quê hương đó nó không bao giờ có cái khổ đau, không bao giờ có cái sanh tử, mà mình quên cái quê hương đó đi, cho nên rồi theo cái vô minh, rồi các thứ phiền não nó xúi dục, nó dẫn mình đi lang thang trong cái vòng sanh tử. Bây giờ đây mình thức tỉnh, mình biết trở về với cái quê hương đó, mình bỏ những cái lối lang thang kia, ngược dòng trở về với pháp thân. Khi trở về được đó thì gọi là cố hương, tức là quê hương của muôn đời. Mà trở về đó thì hết những cái khổ lang thang vất vả của nhiều năm nhiều tháng về trước, thì như vậy đó mới là cái vui chân thật. Thì như vậy quý Phật tử nghe tôi nói nãy giờ, quý vị thấy mình tu là tìm cái vui hay là bị cái khổ? Tu là vui hay khổ? Quý vị gian dạ nói một lượt tôi nghe ta, tu là vui hay khổ? Vui hả? Đồng ý tu là vui. Mà tu là vui thì quý vị tham tu không? À, biết cái đó là vui thì chúng ta phải năn nỉ, phải gắng sức, phải không? Để trở về cái chỗ vui đó chứ. Chẳng lẽ mình sống trong cái khổ hoài khác, phải không? Bây giờ tất cả quý vị thấy, dầu cho ai có được phước đức nhiều, sống trong gia đình đầy đủ ngũ dục, tài sắc danh gì có hết, nhưng mà chúng ta có khỏi cái bệnh
khỏi cái đau ốm, khỏi cái già cả, khỏi cái chết chóc hơn. Không ai khỏi hết trơn. Cho nên dù cho chúng ta có hưởng được cái vui của sự giàu sang sung túc cũng là mấy chục năm thôi, phải không? Mà mấy chục năm tưởng như dài chứ đâu có bao lâu, cứ ngày qua ngày rồi nó tới. Chỉ khi nào chúng ta ra khỏi cái khổ của sinh tử thì cái đó mới là cái vui thiệt, phải không? Cái vui lâu dài. Chứ còn ở trong sinh tử dù cho được nhiều tiền, nhiều của, nhiều tất cả những cái gì mình thích, nhưng rốt cuộc rồi cũng bại hoại, cũng phải tiêu mất. Chỉ có cái người trở về được cái chân thật, cái an lạc do tâm mình được giải thoát, thế đó mới thật là cái vui. Thì như vậy, qua cái bài nói của chúng tôi nãy giờ, quý vị mới thấy người thế gian họ không sáng suốt, cho nên mới cho cái khổ của người làm cái vui của mình, phải không? Chúng ta là cái người sáng suốt thì không bao giờ chấp nhận cái vui trên cái khổ của người, mà ngược lại đem cái vui của người làm cái vui của mình. Đó, như vậy đó mới gọi là cái người vô tư. Và cái người thế gian không biết, cho nên lấy cái vui tạm bợ cho là vui thật. Chúng ta biết rồi thì những cái vui tạm bợ đó không đáng gì để chúng ta mê sai, mà chúng ta phải trở về tìm cái vui chân thật. Mà vui chân thật đó nó có chỉ ở nơi con người biết tỉnh, biết giác. Khi nào chúng ta tỉnh giác được, chúng ta mới gặp được cái vui chân thật đó. Vì vậy mà chúng ta phát tâm tu là phát nguyện trở về cái nguồn an vui, phải không? Như vậy thì tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt ở đây, mỗi vị đều có cái tâm niệm muốn làm sao cho đời mình được an vui, phải không? Mà chẳng những đời này mà nhiều đời nữa đều được an vui. Mà muốn được an vui thì phải sao? Nên tu hay là không nên tu? Nên tu. Như vậy thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng tu. Tu thì trong khi mình tu đó, dường như mình có thiệt thòi, phải không? Thiệt thòi nghĩa là những cái gì mà thế gian cho là sung sướng, là vui đó, mình không có hưởng, mà mình luôn luôn mình lấy cái vui trong thanh tịnh, lấy cái vui trong cái chỗ tỉnh giác, chứ mình không lấy cái vui mà thế gian đem đuổi theo, đem giành giật đó. Thì như vậy quý vị mới thấy đạo Phật là cái đạo đưa chúng ta tới chỗ an vui, phải không? Mà đạo Phật đã đưa tới chỗ an vui thì quý vị đã được quy y với Phật, đã phát tâm theo Tam Bảo để tiến tu, thì quý vị nghĩ đạo Phật mà mình đã chọn đó nên tiến suốt đời hay là tiến tới đâu rồi mình nhìn? Mà càng già thì càng phát sao nữa, càng già thì càng tiến nhanh hơn, thấy không? Nghĩa là tầm trẻ tu ít mà già phải tu rút. Tại sao vậy? Bởi vì già thì cái khổ thân tử nó đã tới rồi, gần kề rồi, mà mình không tìm cái vui chân thật cho nó được đầy đủ thì cái tử nó tới, làm sao mình trả tay cho kịp, phải không? Bởi vậy cho nên biết đạo thì người trẻ cũng phải tu, mà người già là càng tu hơn. Như vậy đó mới gọi là cái người thực tình biết đạo. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rất dễ hiểu rằng đạo Phật là gốc của đạo an vui, phải không? Đạo Phật là cái đạo diệt khổ, đem vui, vui cho mình, vui cho người. Và chính đạo Phật là cái đạo mà làm cho tất cả chúng sinh có cái chỗ nương tựa
để trở về nơi an lạc muôn đời mà hồi nãy tôi nói, trở về quê hương là gặp ông cha của mình hoặc nhận cái đầu thạch của mình, tức là trở về với cái thạch. Mà về được cái thạch, cái đó mới là cái vui chân thật, cái vui vĩnh cửu, chứ còn mọi cái vui tạm bợ thế gian nó không có bền. Như vậy thì cái phần đó là tôi giải thích cho quý vị biết cái khổ cái vui qua cái nhìn của người tỉnh và người mê rồi. Bây giờ tới cái phần chúc tới của tôi. Năm nay là năm Canh Ngọ, tất cả quý Phật tử ai cũng nghĩ rằng qua một năm cũ sang một năm mới, nhất là ngày đầu năm, mong rằng một năm này là một năm đầy an vui, thấy không? Ai cũng muốn được vui thì quý vị nên chọn cái vui nào nãy giờ tôi kể đó. Muốn cái vui nào? Vui của cả mê hay vui của người tỉnh? À, như vậy thì tất cả quý vị đều đồng ý sang năm mới này chúng ta sẽ vui với cái vui của người tỉnh, phải không? Mà không có theo cái vui của kẻ mê. Như vậy thì tôi chúc rất gọn hơn là sao? Chúc tất cả quý vị năm Canh Ngọ được cái vui của người tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.